Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, 36 tuổi vẫn đẹp xuất sắc khi vào vai nữ sinh đại học. Câu chuyện Hoa Hồng là bộ phim mới nhất của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Hình ảnh Lưu Diệc Phi vào vai cô sinh viên đại học khiến người hâm mộ xao xuyến vì quá đẹp. Bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng kể về cuộc đời của Hoàng Diệc Mai, do Lưu Diệc Phi thủ vai. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, được người thân bảo bọc từ nhỏ. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học tại Học viện Mỹ thuật tại Trung Quốc. Cuộc đời của Hoàng Diệc Mai gắn liền với những cuộc tình mang nhiều màu sắc khác nhau. Trong phim, Diệc Mai gặp gỡ, gắn bó với 4 người đàn ông. Mỗi người đàn ông bước qua cuộc đời đều để lại dấu ấn và giúp Diệc Mai trưởng thành. Hoàng Diệc Mai được đánh giá là một vai diễn nặng ký đối với Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên phải truyền tải hình ảnh từ một cô nữ sinh ngô nghê đến một người mẹ đơn thân, tảo tần vì cuộc sống. Những hình ảnh mới nhất của Câu chuyện Hoa Hồng khiến dân mạng vô cùng háo hức vì sự trẻ trung, xinh đẹp của Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ diện váy caro và áo cardigan đen, càng thêm phần trẻ trung, thanh lịch. Phong cách này được đánh giá vô cùng phù hợp với tuổi tác của nhân vật, nhưng visual tươi tắn, trẻ trung của Lưu Diệc Phi mới là điểm nhấn quan trọng được khen ngợi ở những cảnh toàn. Nhìn chung, nhan sắc tuổi 36 của Lưu Diệc Phi vẫn đủ sức khiến người xem mê đắm. Phim Câu chuyện Hoa Hồng đánh dấu sự kết hợp của Lưu Diệc Phi cùng dàn nam thần đình đám xứ Trung như Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh và sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa sau nhiều năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực, Câu chuyện Hoa Hồng được kỳ vọng làm khán giả hài lòng khi ra mắt trong thời gian tới.